Em Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Trường Minh Hải Phòng xin kính chào tất cả các bác. Chúc tất cả mọi người có một buổi chiều cuối tuần, một buổi chiều, một buổi tối thứ bảy cuối tuần thân tâm an lạc, vạn sự bình an mọi người nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hôm nay em lại lên một cái clip và chia sẻ với mọi người rất nhiều những cái sản phẩm mới mọi người nhá, những sản phẩm mới và những sản phẩm tuyệt vời. Trên cái phương châm là nhà còn cái gì thì bán cái đó anh em nhé. Nhà còn món gì thì bán cho anh em món đó. Anh em nào yêu cái món gì liên hệ em. Cảm ơn rất nhiều. Thì khỏi lắm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ đi luôn với clip của ngày hôm nay luôn. Em cũng vừa xong việc một ngày, thực sự là một ngày cũng việc công việc cũng rất là nhiều các bác nhé. Nhà tự làm đấy không có thuê bất cứ ai. Thì không thuê bất cứ ai cả, tự làm đấy là làm rất là nhiều việc. Đó, cũng vừa xong công việc, hàng của anh xong xuôi. Bây giờ lại bắt đầu quay clip. Xong rồi dọn dẹp, xong rồi đến tối lại việc của buổi tối. Nói chung là một ngày nó cứ xoay quanh quanh như của đại thế. Mai là chủ nhật. Cũng sắp hết tháng, sắp hết một cái tháng 10, à, tháng 9 đến nơi. Chuẩn bị sang tháng 10. Thực ra đối với Đồ Gỗ bọn em thì nó chỉ còn 2 tháng nữa thôi. Như bọn em, như bản thân em chỉ còn hơn 2 tháng nữa. Vì cái tháng 12 thì ra là không nào nó bao nhiêu cả anh em ạ. Tháng 12 nó trôi nhanh lắm, không nào nó bao nhiêu. Tầm khoảng giữa tháng 12 là nghỉ, là bắt đầu nghỉ. Là những cái tháng này là những cái tháng cao điểm. Từ cái tháng hết tháng 9 đổ tháng 10 là ra là tháng cao điểm. Ông nào mà nhanh chân chạy được hai cái tháng cuối năm này thì gỡ gạc lại được. Còn nếu mà ai không nhanh chân mà gỡ gạc là một và thứ hai đẩy hàng tồn ấy, thì những cái hàng nó tồn lại từ đầu năm đến giờ sẽ cực kỳ khó khăn. Có những cái tầm này nó bắt đầu anh em nó bắt đầu xả hàng, những anh em nó nhanh chân nó bắt đầu xả hàng, chứ nếu đợi đến cuối năm xả thì không kịp. Bởi vì cái tầm cuối năm, cái tầm tháng 12 đấy là cái tháng nhà nhà xả hàng và người người xả hàng, lúc đó cả thiên hạ chia nhau xả hàng rất là khó. Là tầm này như em Minh là lúc nào em trong tâm thế là tháng nào em đều cố gắng xả tháng đấy chứ không đợi cuối năm, tháng nào xả tháng đấy không có đợi cuối năm anh em nhé. Ok, min man một chút thì chúng ta sẽ đi vào clip luôn ngày hôm nay. Chia sẻ mọi người đây là qua một cái pho di lặc lưu Ngọc Am. Thực ra rất là lâu rồi thì hôm nay mới quay và chia sẻ được giới thiệu cho mọi người một cái bức lưu Ngọc Am khá là to. Thực ra trên thị trường anh em mua cũng rất là nhiều những bức lưu Ngọc Am còn to hơn bức này của em rất là nhiều, to hơn rất là nhiều cũng có, nhưng mà cái giá thành thực sự là rất là đắt, không hề rẻ đấy nào. Một cái bức lưu Ngọc Am với kích thước anh em nhìn một cái găng tay của em như thế này và hàng đặc xịt 100%. Anh em nhìn cái găng tay của em mà anh em biết cái bức này là cực kỳ to, đây một tay em để đây. Cái bức này nếu mà quay sát máy vào ấy thì nó cực kỳ to và khổng lồ luôn. Đó, đâu anh em nhiều khi không để kích thước là rất là to. Đấy, bức này đây, rất to mọi người nhá. Đấy, và nó lưu kín từ bên đây, lưu chảy dài, có như là cục lưu là kín 100%, cả cái phần bên trên người cụ di lặc này cũng là lưu hết. Lưu hết. Không có chỗ nào là không có lưu. Và anh lưu ý giúp em cái đáy nó đặc. Đáy cũng đặc 100%. Cái đáy nó có lũa. Có lũa như em thợ nhà em nó cắt hết. Đây. Anh em nhìn nó lu từ đáy lu lên này. Các bạn nhìn như cái đáy nó còn dày lu hơn. Đi cám dày hơn này. Quá vip luôn. Một cục như này. Nếu anh em đang phải mua thị trường thì bức này thực sự mọi người không bao giờ có giá trên 10 triệu. Khẳng định anh em luôn. Với cái độ to và độ dày lu và đặc như thế này, không bao giờ có giá trên 10 triệu. Và em xin chia sẻ mọi người đây là một cái chóp. Một cái chóp mà em nghĩ đây nó cũng không phải là một cái chóp, đây nó chính là một cái bìu, nó là một cái bìu lũa, lũa ngày xưa đấy, lũa ngày xưa một cục này gỗ cực kỳ nhiều dầu, và là nói chung là gỗ cùng một cái cục lũa Ngọc Am Hà Giang nó rất là lâu rồi, và nó hàng lũa nó rất là lâu rồi và gỗ đã cực kỳ ổn định này. Và nó rất là thơm và nói chung là gỗ cực kỳ tốt rồi, bởi vì nó quá lâu rồi chứ không phải hàng mới khai thác, hàng lũa từ ngày xưa rất là lâu rồi. Đây anh em nhìn cho em, anh em xem này, đây mọi người nhìn đây này. Anh em có nhìn thấy ra cái phần này, mọi người thấy là nó cong đúng không? Cong đúng không ạ? Đấy, thì đây nó chính là một cái cục lũa. Nó chính là một cái phần, nếu anh em nào chơi gỗ nhiều anh em sẽ biết, nó chính là cái phần bìu. Nó chính là cái phần bìu của một cái cây gỗ Ngọc Am. Nó rất là lâu năm. Xong nó bị lũa ở trong thân, nó bị thủng và nó bị sâu thối và lũa trong sân. Sau đó nó sinh ra những cái bìu. Chính cái bìu vào đây, anh em nhìn nó cong này. Đấy, để lưu kín 100% luôn. Nó không phải hàng đặc cái này, hàng đặc này nhiều khi chúng ta còn sợ phải hàng Nghệ An. Nhưng mà riêng đối với hàng này em mua phôi rất là đắt. Và đây là hàng chuẩn Hà Giang đấy anh em ạ. Đây.
cong như này này. Đấy là những cái bìu bìu lũa của những cây gà Hà Giang rất là lâu lắm, có phải là vài nghìn năm tuổi thì nó mới có những cái bìu. Và đây nó chỉ là một cái đoạn của một cái bìu thôi, nó chỉ là một góc thôi, một góc của cái bìu thôi, chứ không phải là cả cái bìu đâu. Cả cái bìu rất là to và em chỉ mua được một góc thôi. Để nó cong rồi này, anh em nhìn nó cong chưa đấy. Thực ra nếu cục này mà đặc gỗ ấy thì cũng chết tiền toàn đấy, chết toàn tiền gỗ đấy, nhưng mà nó cong này thì nó cực kỳ lợi. Anh em nhìn nu kín luôn, đằng sau nó còn nhiều lu hơn đằng trước ấy. Nhưng mà nó cong này thì mình không đục được, nó cong này không có đục được đâu, thì đục cái mặt nồi ấy thôi. Cái này nó có rất là nhiều lũa nhá, nó nhiều lũa sâu thối rất là nhiều, sao là thợ phải cào cào rất là sâu, cào rất là kỹ để nó ra được cái phần nu như này cho anh em. Những hàng này là chuẩn luôn, hàng chuẩn cho anh em nhá, yên tâm. Cái hàng này về anh em chơi nó không bị lứt đâu, gỗ khô khô lắm rồi, khô rồi và nó ổn định lắm rồi. Nói chung là gỗ cực kỳ ổn định rồi, để mình chơi nó yên tâm, nó không bị lứt. Bức này to lắm, bức này thực sự mọi người nếu mà hàng Hà Giang anh em mua bức này toàn mười mấy 20 triệu à. Sự bức này rất là to và liền nguyên khối, không có một tí vết nào luôn anh em ạ. Nó hay một cái là nó không có một tí vết nào luôn, và giá em mình để cho mọi người cũng rất là tuyệt vời. Em nghĩ là mọi người có thể mua được luôn, giá rất tuyệt vời luôn. Một bức duy nhất thôi, lâu lắm mới có một cái bức đẹp như này giới thiệu mọi người, lâu lắm ấy, rất lâu. Trước thì nhiều, ở trước em có sưu tầm được mấy cái cục lũa lũa hàng Hà Giang em bán cho mọi người, nhưng mà bán hết ấy. Cục này quá nhiều lu. Đẹp. Cái này anh em nào có cái không gian nào tuyệt vời cho bạn, nó được cái nó chiều nó rộng, nó rộng. Giá em để mọi người em nghĩ là giá rất là tuyệt vời, anh em có thể mua được ngay luôn. Cái bức này thì mọi người đi mua là giá cũng không hề rẻ đâu, nó rất là cao giá đấy. Bởi vì bản thân em mua phôi cũng rất là đắt, nhưng người ta làm và ta lãi cao ấy, thì những bức như này người ta bán rất giá rất là chát luôn mọi người. Người ta bán giá rất là chát luôn anh em, trên người lu hết, trên người lu kín luôn. Ok chưa? Đế đặc hết. Cái này giá hợp lý, bức này to mà giá hợp lý cho anh em chứ. Anh em nào mới túi tiền của mình hoặc cái không gian của mình, anh em xúc nhé, em đo kích thước. Hôm nay có mấy bức Ngọc Am, em còn em một số bức mới và một còn là một hai cái bức cũ, em cũng sell hết cho mọi người luôn. Em sell hết luôn, em bán túi tiền để em đầu tư hàng mới. Chiều rộng của bức này nó lên đến 58 phân đây mọi người này, cái chiều rộng của nó gần 60 đấy, không phải nhỏ đâu ạ. Chiều cao, cao 25 phân, nu đều hết, nu hồng rực luôn anh em, nu hồng rực nhá, nu này nu cám mà cám hồng rực luôn, anh em cứ nhận hàng kiểm tra cám hồng rực, nu kín hết, cao 25. Dày đúng 20. Dày đúng 20. Em sẽ để cho mọi người một cái số rất đẹp. Vào một cái số rất đẹp cho anh em chốt thôi. Bức to này mọi người mua hoặc đấu giá không bao giờ dưới 10 triệu đâu. To lắm. Để anh em 79 nhé. 79 không ship. Đã hợp lý rồi. Chung là tuyệt vời, được cái hàng kín đẹp, hàng này thì nó yên tâm về chất lượng phôi, về không lứt nát gì đâu. Em làm đúng cái đợt thanh mà nó có lứt đâu, làm đúng đợt thanh mà không lứt nát các bạn ạ, rất là hay luôn. Thế bình thường những cái bức này làm đợt thanh này hay kiểu gì cũng lứt, nhưng là bên này không một tí vết nào luôn, hàng quá uy tín. 79 không ship anh em nhé, to nhá, bức này to, hàng to mà. Tiếp theo lên cho mọi người một sản phẩm rồi nha, đây lên cho mọi người một cụ chúc phúc, cụ siêu giả, siêu giả luôn, chun chớp chun sụn luôn,
bức này to lắm anh em ạ. Anh em nhìn cái phần lưng cụ của toàn cái vân nó quằn quại. Đó chính là cái phần chun trước của cái cục cái rễ này. Đây là một cái rễ chun trước. Kiếm được cái rễ đặc mà chun trước mà làm cho mọi người ở mức chúc phúc này khó cực kỳ luôn. Khó như lên rời luôn ấy. Em cũng lâu lắm không nào là bức nào. Chun. Ủa đây. Đây tập bộ này là chun hết. Da chun hết. Chun hết này. Đây. Cái này là những cái phần nó sát ra ngoài là chun hết. Vân kinh. Đỏ rực luôn. Bữa này gỗ nó quá giả. Thơm lắm. Hàng này quá thơm. Ở bức chúc phúc. Gỗ này. Diện làm rất đẹp nhá. Diện làm cực kỳ đẹp mọi người nhá. Anh em nhìn diện gì đang làm bên em chưa? Tuyệt vời chưa? Anh em nhìn này. Đây cái chữ vạn sự nhí này là em đục luôn nhá, em không dán nhá. Uy tín chưa? Đục luôn cho mọi người cho uy tín luôn. Không phải dán chứ gì cả. Đấy. Đục luôn chữ vạn sự nhí luôn. Khét luôn. Cái dầu ra đây anh em này. Dầu ra này. Bức này nó siêu tinh dầu luôn. Gỗ đỏ rực. Anh em nào cần sưu tầm một bức gỗ đỏ chơi nhá. Dễ một cái dễ chun. Cái bao đẹp chưa? Làm được một cái bức chúc phúc mà có cái bao như là khó lắm mọi người nhá. Thường thường anh em thấy là nếu là một trong những cái mẫu tượng mà khó làm nhất, mọi người biết là gì? Nó là những cái dáng bức chúc phúc như này. Cực kỳ khó làm bởi vì yêu cầu về cái tỷ lệ gỗ phải cực kỳ chuẩn và cái độ đẹp phải cực kỳ tốt. Không có lôi vết thì mới làm được những bức chúc phúc thẳng như này. Thẳng và tuyệt đối như này. Đấy này rất là ít. Ít lắm. Những bức mà cái khuôn nó đều mà dày dặn như này mà tuyệt vời như này là rất là hiếm. Không có nhiều đâu các bác ạ. Đó, anh em nào yêu thì chốt rồi. Cực kỳ lây, cực kỳ đều và đẹp nhé. Gỗ đặc 100% luôn nên là không bao giờ có chuyện sâu, chuyện thối ở trong tâm. Và mùi thơm thì em mình cam kết mọi người nhận hàng cứ kiểm tra thôi. Bức này bày đâu thì thơm ngát ở đấy. Phải phải nghĩ. Đẹp chưa? Anh em ngắm một lần nữa đi, đảm bảo mọi người nhìn đã thấy ưng rồi đúng không? Dáng dấp tất cả mọi thứ đều tuyệt vời. Rồi chúng ta đo thước đi. Xong báo cho giá cho mọi người hợp lý thôi. Giá hợp lý để anh em chốt. Bức này to á. To và thơm. Còn thằng đỏ rực. Cao 73 anh em ạ. Cao 73. Rộng 33 anh em ơi. Cao 73, rộng 33 và độ dày của gỗ khá là dày luôn nhá. Chiều dày nó rơi vào tầm 26 phân. Bức này không hề ít gỗ. Cắt rồi mà còn dày. Cắt rồi mà dày 26 phân là không phải hàng nhỏ mọi người nhá. Thôi bức này em giao lưu mọi người 3,5 đồng không ship nhé. Giá cực kỳ hời và hợp lý cho anh em. Anh em cứ ngắm nhìn thấy cái bệ đẹp không? Trên người cũng cực kỳ dày dặn và đầy đặn luôn nhá. Hàng không phải hàng mỏng đâu. Và chất gỗ thì anh em quay kỹ cho anh em nhìn rồi đấy. Nó quá tuyệt vời rồi. Siêu thơm. Không phải suy nghĩ hàng này đâu. Ok nhá. 3,5 đồng không ship. Không ship mọi người nhá. Ship hợp lý lắm các bác nhá. Ship như bức này thì em thật sự mọi người ship bức này thì tầm khoảng 100% thôi. Bên em làm ship có mấy nghìn một cân thôi. Có mấy nghìn một cân thôi mọi người nhá. 100% thôi. Anh em nào chuyển khoản hết em bao ship cho, đỡ phải lăn tăn. Thế anh em nào khách quen mua hàng bên em nhiều rồi, chuyển khoản hết bao ship cho nó khỏi lăn tăn. Em bên em cứ thế nhé, bây giờ cứ chuyển khoản hết là bao ship cho mọi người. Còn anh em không chuyển khoản thì phải trả tiền ship. Có ship thì cũng rẻ lắm. Đấy là 100% mọi người mới tính nhé, để cắt đi 100%. Anh em cứ chuyển khoản hết là bao ship. Để cho máu để nghĩ ngợi làm gì nhiều.
lên cho mọi người một cái sản phẩm này. Đây, lên luôn cho mọi người. Quá tuyệt vời luôn. Lâu lắm mới có. Nọc mãi mới có một cái. Trước cái hàng này rất là nhiều mọi người nhé. Trước kia ấy, những cái hàng cực kỳ nhiều luôn. Nhưng bây giờ hiếm quá. Quá hiếm. Một cái đĩa chun chip pemu. Đĩa này đường kính 70, một trong những cái đĩa đường kính rất to nhé. Nó như một cái mâm luôn anh em ạ. Và hàng không có một tí vết nào luôn. Chun chip toàn bộ. Vàng óng. Đẹp tuyệt vời luôn. Một cái em lọc vải cũng sưu tầm được cho anh em một cái. Cũng không có nhiều. Thật sự mọi người không có nhiều vải như này. Có đúng duy nhất một cái. Em sẽ quay tứ phía cho anh em để anh em nhìn. Và hàng em cam kết mọi người là một tuyệt đối 100% nhé. Có nghĩa là không có một tí vết nó luôn. Tuyệt đối 100%. Anh em cứ chơi và yên tâm thôi. Đây là chính là những cái phần vân đấy ạ. Vân dầu của gỗ pơ mu đấy ạ. Vân dầu của gỗ pơ mu đấy ạ. Thì hoàn toàn là không hề có một tí vết hay một tí lứt nào đâu nhé. Riêng đối với hàng này là có vết hoặc lứt là vứt đi. Giá trị rất thấp mọi người nhé. Có những cái mâm này này, giá trị rất thấp. Nhưng mà hàng tuyệt đối này thì từ một cục phôi đường kính 70. Đường kính của cái phôi này phải là 75. Phôi phải được 75 anh em nhé. Phôi 75 mà cắt đi. Anh em nhìn nhé. Đây mặt sau. Nó là hàng tứ diện. Trước sau như một. Cái này thì mọi người biết là anh em mua về, anh em bày vào những cái vị trí như kiểu là phòng thờ. Nên bày phòng thờ mọi người nhé. Nên bày phòng thờ và để làm bày một cái mâm cúng thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Anh em ví dụ những ngày ngày lễ, ngày Tết hoặc những cái dịp cúng bái chu chớp, anh em nhìn là chu chớp. Cúng bái mà chúng ta cần một cái mâm nó đẹp và đẳng cấp để chúng ta bê cỗ hoặc bày cỗ nó đẹp, cúng gia tiên, cúng gia đình mình, cúng các bậc tiền bối mà cần những cái sản phẩm đẳng cấp và nó toát lên cái mùi thơm. Mà khẳng định mọi người đây là một cái sản phẩm mà xứng đáng để sưu tầm nhé. Em cũng chỉ sưu tầm cho mọi người được một cái thôi. Không, đây anh em nhìn này. Mọi người sẽ thấy là mỗi một cái góc độ em quay thì nó sẽ ra một cái màu sắc và một cái chất gỗ khác nhau. Đó là cái đặc điểm của cái thằng chun chớp pơ mu. Đấy anh em nhìn này. Đấy, đây là nó sẽ ra màu khác. Đấy anh em nhìn chưa. Nó sẽ tùy theo góc độ của ánh sáng. Nên là mọi người vào nó sẽ ra màu khác nhau. Đấy. Và đây là những cái vết này là vết chun hết. Chun chớp hết. Đằng sau đây anh em ngắm lại một lần nữa. Cái này bày mâm cúng thì nó sẽ là thực sự là những lách mọi người nhé. Không có cái thứ hai đâu. Em lựa rất là kỹ để anh em có một cái về anh em bày bàn thờ. Cái này thì thật sự mọi người chỉ nên bày ở bàn thờ thì sẽ rất là đẹp. Để chúng thi thoảng người ta bày cỗ đây, bày cỗ cúng gia tiên thì sẽ rất là tuyệt vời. Chứ còn sử dụng thì cũng được, nhưng mà hơi phí. Thật sự là hơi phí. Hơi phí anh em ạ, bởi vì bản thân nó quá đẹp. Nếu mà mình sử dụng thì em nghĩ là hơi tiếc. Hơi tiếc một chút. Nếu mà sử dụng hơi tiếc, bởi vì cái này là một cái đường kính to. Thường người ta làm, người ta chỉ làm được đường kính khoảng 60 thôi, hoặc 65 đổ lại thôi. Nhưng với cái đường kính 70 này thì nó rất là hiếm. Đường kính 70 như này là rất là hiếm mọi người. Nó to lắm. 70 là không phải một đường kính nhỏ đâu anh em. Đây này. Anh em nhìn lên màu đẹp chưa? Mọi người thấy chưa? Mỗi một cái góc độ em quay thì anh em sẽ thấy là một sinh ra một cái màu sắc và một cái chất vân khác nhau. Đó là cái đặc điểm của cái đồng pơ mu mà sao là rất là nhiều anh em thích. Cái này các bác mua đi về bày. Hay gọi anh em có thể trưng chơi cũng được. Trưng chơi thì cũng rất là đẹp luôn. Nhưng mà em nghĩ là cái này nó có cái giá trị sử dụng. Thì mình sử dụng được nó. Ngoài cái việc trưng chơi thì mình sử dụng được nó cũng rất là tuyệt vời. Cái này em thấy anh em thường thường mua về là để trưng hoặc dán chữ. Cũng rất là nhiều người mua dán chữ để trưng làm những cái mâm trang trí cũng rất là đẹp. Đối với cái mâm tuyệt vời này. Ok thôi nhá. Nó cũng thế thôi. Hàng 100%. Giá giao lưu mọi người 2,5 đồng không ship anh em nhé. Anh em chuyển khoản hết bao ship. Một cái duy nhất. Cái này thì không có cái thứ hai đâu. To như vậy thì hiếm. Hàng 60 thì nhiều. Hàng 60 thì nhiều nhưng hàng 70 thì rất là hiếm.
cái gỗ này bản thân trong đó có tinh dầu, nó sẽ không cong vênh, nó sẽ không bị cong vênh mọi người ạ. Cũng khá nhiều anh em hỏi em là cái gỗ bơ mu này nó có cong vênh không hả em, thì em cũng xin chia sẻ mọi người là cái gỗ bơ mu này bản thân của nó trong đó nó có rất là nhiều tinh dầu nên là nó sẽ không cong vênh mọi người nhé, anh em sử dụng thoải mái luôn, không cong vênh, rất uy tín luôn. Một chú voi gỗ hương, một cái rễ hương to, làm cho anh em một chú voi. Đây là lần đầu tiên, mọi người biết lần đầu tiên gì không ạ? Đây là lần đầu tiên mà em Minh có thể làm cho anh em một cái chú voi mà nó có cái phần, hai cái phần tai rất to như này. Và lưu ý mọi người là hai cái phần tai này là liền khối nhá, cục gỗ rất là khổng lồ đó. Và đặc 100% thì em Minh mới làm được cho mọi người hai cái tai. Hôm qua em đã quay một cái cặp voi mẫu tử mà cái chất gỗ chất vân hôm qua em quay mọi người thì nó đẳng cấp luôn, thật sự đẳng cấp luôn. Và cũng có một anh chốt rồi, anh cọc mấy trăm, anh hẹn 1-2 tuần nữa anh đấy. Thì hôm nay em còn một chú này nhỏ, chú này thì nhỏ hơn chú hôm qua, chú này chú voi đơn thôi đấy. Thì voi là như nào, rất là nhiều anh em để hỏi tại sao lại em hay bán voi, thì em chia sẻ mọi người như này này. À, xuất phát từ cái xuất phát điểm đó là voi, nó là biểu tượng của núi rừng Tây Nguyên. Anh em nào sinh ra lớn lên ở Tây Nguyên này sẽ biết voi, đó là biểu tượng núi rừng Tây Nguyên. Và voi đó trong phong thủy đó là một loài động vật, nó biểu trưng cho sức mạnh, nó rất là khỏe, sức mạnh và nó cực kỳ thông minh, đúng không ạ? Mọi người công nhận không, trong tất cả những loài động vật thì voi là một trong những loài động vật có trí thông minh, là gần như là đứng đầu, nó chỉ sau con người thôi, đó là voi. Và một yếu tố nữa cũng cực kỳ quan trọng đó là loài voi nó cực kỳ đoàn kết. Cái yếu tố gia đình và yếu tố đoàn kết của nó cực kỳ cao, nên là hội tụ chung lại tất cả những yếu tố đó, nó sẽ gồm lên con voi, mặc dù voi là không phải đứng trong 12 con giáp đấy. Nên nhiều anh em hỏi tại sao em hay bán voi, thì đó là em từ cái ý nghĩa phong thủy, nó từ cái ngoài đời, từ cái thực tế của con voi nó như nào, thì em mới làm những cái tác phẩm voi em bán cho mọi người. Và cái này là chúng ta cũng một phần nó là ảnh hưởng của người Trung Quốc. Thực ra người Trung Quốc họ chơi một trong những cái linh vật rất nhiều, đó là voi. Cực kỳ những người thích voi anh em nhé. Đảm bảo mọi người luôn, nếu các bác nếu mà sang những người chơi đồ gỗ ở Trung Quốc và Đài Loan thì chắc chắn là sẽ có một sản phẩm voi. Bởi vì người ta cực kỳ thích con voi. Nó sức mạnh, nó thông minh và nó đoàn kết, những yếu tố cực kỳ quan trọng. Đấy. Đây là một cái cục dễ hương đặc to. Và nó có những cái mắt nu ở đây. Và nó có cái đặc biệt, nó có phần tai này. Và để làm được cái phần tai cho mọi người thì hy sinh rất là nhiều gỗ. Nó có sẽ có ngà đầy đủ cho mọi người nhá, nhưng mà em chưa cắm ngà vào đây. Nhưng em chốt là sẽ có ngà đầy đủ cho mọi người. Ngà là bằng nhựa đấy nhá, chứ không phải bằng ngà voi đâu. Ngà voi thì chết. Đây, nó có cái mắt nu hương ta gia lai hàng đặc. Riêng về phần voi để anh em yên tâm, em mình không bao giờ làm lựa gỗ xấu làm cho anh em bao giờ. Tất cả đều là gỗ top 1 luôn, gỗ loại 1 luôn làm cho anh em luôn. Đây lù. Đấy, nó bị dính một cái gì là do cái lúc sơn nó chưa khô mà nó bị dính cái gì. Đây cái mặt này, mặt sau này. Cái này là mặt trước là mặt này anh em này. Đây này, mặt này mặt trước này. Đó. Đẳng cấp mọi người nhá, vuông đét. Gỗ vuông đét đẹp luôn. Voi không nhỏ đâu mọi người ạ, à. Voi này không nhỏ tí nào đâu anh em nhé, rất to đấy ạ. À. K45. Đo cái chiều này xem nào. Chiều này 30 các bác ạ. Chiều này em à. Chiều này là cũng là 30. Nói chung là vuông 30. K45 và chiều vuông của con voi là 30. Nó uy tín là cái tai này, voi chiến. Voi chiến em gọi là tác phẩm voi chiến duy nhất của em. Không có em làm như thế này. Mọi người ngắm kỹ đi. Chất gỗ thì không phải nghĩ là hàng này thì nói chung là đều là hàng tuyển chọn hết.
hàng gốc mà có lưu Hưng Ta Gia Lai mà có lưu thì anh em yên tâm, không phải suy nghĩ về cái chất gỗ. Đây là chi nhánh cái mắt gỗ đây anh em nhìn này. Đó, nó không sâu thối đâu mọi người nhé, đây là lưu, những cái chân lưu đây này. Anh em nhìn đá Hưng Ta của em chọn rất là kỹ cho mọi người. Anh em có phải chơi không? Cái này bị dính cái gì? Cái này là lúc nào sơn xong chưa khô nó bị tì vào cái gì nó dính trắng trắng vào đây. Nó cào nhẹ nó hết đây. Cái này mai em sẽ xử lý lại cho mọi người. Nó bị dính cái gì? Đây nó có những cái mắt nu đây anh em này. Ra cái này là cái hàng dễ. Nó làm cái dễ rất là to. Đây, tai liền mọi người nhé. Không chắp đâu ạ, năm voi mà chắp tai này thì không bán. Em không thích làm chắp đâu, mặc dù em bán mọi người giá rất là hợp lý. Mà em không thích làm chắp, bởi vì nếu hàng chắp cái con voi này mà chắp tai hoặc chắp vòi này, thì ý nghĩa nó không còn. Người không còn ý nghĩa. Là nó sẽ liền sẽ tốt hơn. Mặc dù liền là lựa gỗ rất là khó này. Nhưng mà thôi cố gắng làm liền cho anh em. Anh em nhìn chân gỗ. Ok rồi em sẽ báo giá mọi người nhé. Tác phẩm này là giá là 2379 anh em nhé. Cực kỳ hợp lý đó. Em không dám báo cao mọi người đâu. Tầm này em mình sợ lắm. Và từ trước giờ em cũng chả bao giờ dám báo cao mọi người đâu. Và giá tầm này nó còn mềm hơn những lúc trước rất là nhiều ấy. Những con voi là trước toàn 2728, giờ còn 2379 này. Đã chuẩn anh em, tháng này thì anh em cũng đừng mà cãi em làm gì, bởi vì quá hợp lý. Thế mà cục gỗ Hương đặc xịt, nhìn và to như này, này, tuyệt vời luôn, này được cái quả mặt dữ tợn. Anh em thích những tác phẩm voi chiến như này thì anh em chưa? Bày đúng như này cho em, lắp thêm hai cái ngà nữa là nhức lách. Mọi người nhá, lắp thêm hai cái ngà là tuyệt vời luôn đấy. Mà ngà đi giờ nó để đâu em tìm không thấy. Ok, em bê xuống. Chúng là tuyệt vời đó các bạn. Ngoài đấy em nghĩ là tuyệt vời. Anh em nên sưu tập và chơi. Em nên cho mọi người một bức này, cái bức này em để kỷ niệm anh em cho hết nhé. Để kỷ niệm anh em cho hết thôi. Em sẽ bán dưới giá sản xuất rất sâu. Sâu luôn, đợi em một chút. Bao lâu rồi mà tuyết nó vẫn cứ ra nhé. Thế mới tải. Tuyết nó vẫn cứ ra anh em ạ. Mà đợt trước em quay một lần tuyết nó ra như sợi 19 nhé. Xong em để ở ngoài này em rửa đi. Nó bụi ấy. Em rửa đi em chụp cho khách. Em rửa đi xong bây giờ nó lại ra tiếp. Rửa đi rồi nhưng mà nó vẫn ra tiếp tuyết. Sợ. Bữa này bây giờ còn nặng tầm 30 cân. Không phải là nhẹ đâu. Vẫn ra được, sợ thật. Sao nó nhiều dầu thế. Em sẽ để cho anh em mà dưới cái giá sản xuất rất sâu. Mọi người chơi và sưu tập. Đây là một cái rễ Ngọc Am. Chính xác là một cái rễ Ngọc Am. Nó chéo như này. Nó rễ. Nó là một cái rễ Ngọc và hàng chuẩn hàng Hà Giang. Bức này từ trước em nó quay một lần và em báo gần 3 triệu. 2 triệu 7 sao? 2 triệu 7, 2 triệu 6. Anh em chưa chút. Thì thôi. Hôm nay em để cho một anh em nhanh tay duy nhất kỷ niệm mọi người. Đây cái đợt trước em quay về em giới thiệu mọi người là trong những khe nó lên tuyết hết đúng không? Anh em nhìn thấy bây giờ nó vẫn lên đây này. Nó vẫn đang lên trong này. Trong đây anh em nhìn này. Anh em nhìn đây này, tuyết này. Trong này này.
toàn thiết bị chính. Lần trước em đã rửa đây đây. Trong này anh em về soi đèn mọi lấp lánh nhá. Em toàn thiết bị chính, lần trước em để đây này, em rửa phải một tháng rồi. Cái đi một tháng. Hàng nó đỏ rực luôn, liền 100%. Liền hết 100%, không chấp cái gì, một cái dễ lũa. Bây giờ cái bức này còn 30 cân. Anh em đi mua một cục phôi, người ta bảo là một, người giờ trên em thấy trên mạng bán phôi đấy. Một cục phôi 30 cân là bán 2 triệu. Một cục phôi Ngọc Am 30 cân là người ta bán cho các bác 2 triệu. Đây cái cục này của em hoàn thiện rồi, nó phải còn nặng tầm dao động chắc phải tầm khoảng gần 30 cân. Mà em đục rồi, em hoàn thiện rồi. Em bán bằng người ta bán phôi cho mọi người. Còn nếu anh em thích em Minh bán phôi, mọi người comment lên. Anh em nào xem được clip của ngày hôm nay thích em Minh bán phôi Ngọc Am Hà Giang cho mọi người, anh em comment lên cho em một từ thôi. Em hứa với mọi người luôn, em bán bằng một nửa giá thị trường đang bán cho mọi người bây giờ. Bởi vì hôm qua em được một cái anh khách bảo là ở trên mạng người ta bán một cục phôi Ngọc Am lặng là 28 cân thì là 25 cân gì đó em không nhớ lắm, mà người ta bán là 2 triệu 2 hay là 3 triệu gì thì em không nhớ lắm. Mà anh em bảo tính nhà nó còn khoảng 100.000 một cân. Có nghĩa là người ta cân trực tiếp với cục phôi ấy là 100.000 một cân. Thì nếu anh em nào thích và comment cho em Minh một câu thôi, em bán cho mọi người cái giá vào một nửa người ta bán là 50.000 một cân thôi. Và em chọn cho anh em, em hứa mọi người luôn, toàn phôi tuyển chọn. Toàn phôi đẹp tuyển chọn thôi. Cắt ra đen xì luôn. Đen xì đỏ rực luôn cho mọi người nhá. Mà em chỉ bán tơ động cục nào đẳng cấp nhất, em chỉ bán cân nên bán cho mọi người 60.000 một cân. Còn bình thường những cục VIP và đẹp đấy là 60.000, còn những cục bình thường và đồ đẹp bình thường cũng gọi thuộc dạng VIP, em chỉ lấy 50.000 một cân. Anh em comment lên nếu anh em thích em Minh bán phôi, em Minh comment lên, em sẽ bơi phôi của em về em bán cho mọi người bằng một nửa thị trường giờ đang bán. Người ta đang bán xít soát tầm gần 100.000 một cân, chỗ nào bán rẻ tầm 80.000 một cân. Em Minh chỉ bán cho mọi người 50-60 đấy. 50-60 là bởi vì trong đấy nó còn có cả cái công quay quật nữa. Công quay quật rồi một số chi tiết vào đấy. Còn nếu mà giá phôi bình thường anh em mua, bọn em đang đi mua phôi, em chia sẻ rõ cho anh em luôn để anh em có một cái hình dung nó rõ ràng luôn và rõ nét luôn. Bởi vì sao em Minh bán được cho mọi người rẻ như vậy? Bởi vì thực ra những cái phôi, kể cả những phôi như này được gọi là Hà Giang đấy. Phôi này là chuẩn Hà Giang, hàng dễ hàng lũa này. Bọn em mua nó chỉ có dao động nếu thời điểm nào mà gỗ đắt nhất như thời điểm này đang sốt, bởi vì rất là nhiều người nhảy bán phôi ấy, thì là 40.000 một cân. Bọn em phải mua là 40.000 một cân. Còn bình thường có những thời điểm nó xuống chỉ có 30.000 một cân, thậm chí là 35.000 một cân. Nó không đắt đâu anh em ạ, thật sự nó không đắt đâu, không đắt đâu. Bởi vì trực tiếp em Minh là người buôn phôi, rõ mọi người luôn là người buôn phôi. Đấy, chia sẻ rõ ràng luôn cho anh em yên tâm đây đó. Còn thực ra nếu bây giờ mọi người cứ bảo là phôi của nó là Hà Giang thì nó bán ra đó, còn phôi của ông không phải Hà Giang bán ra kia. Nhưng mà em xin thưa mọi người, nếu mà đã bán phôi ấy thì đưa lên những cục phôi nào nó cũng đều đẹp và tuyệt vời hết. Bởi vì tất cả những người đang bán ở trên mạng ấy, đang bán trên mạng với mọi người với giá là 80 hay là 90 hay 70, 60.000 một cân ấy, là tất cả những người đó là đang lấy phôi của em. Mọi người đang lấy phôi của em và về bán cho mọi người. Đấy, nên là em cũng thật sự là em cũng không muốn bán cái đấy. Không muốn bán đâu. Hai anh em chung nữa. Người ta đang lấy phôi của em, người ta bán đấy. Là thực sự nếu mà mọi người thích, ông muốn em bán cho mọi người giá. Bởi vì là hiện tại bây giờ đang sốt, thì trong khi nó đang khan gỗ thì nó lên đến 40. Còn bình thường nó có những thời điểm mà hàng nó về nhiều mà thị trường nó kém ấy, nó xuống thì chỉ còn có 32, 33, 35 một cân. Nhưng mà thực ra một cân về nhiều khi mình phải làm đi xử lý rất là nhiều. Nên vì sao anh em thấy là em Minh bán mọi người được giá hợp lý như thế? Bởi vì cái phôi mình nhập nó phải rẻ như thế. Chứ còn bây giờ mẹ 100.000 một cân thì thật sự bán kiểu gì? Còn anh em đừng lăn tăn về cái vấn đề nó cứ phải phôi ở chỗ nọ, phôi ở chỗ kia. Cái đó là không quan trọng đâu. Quan trọng là mọi người mua, cái người bán người ta cam kết cho mọi người về chất lượng của phôi. Thơm, đẹp, đỏ, nhìn khối. Đúng không ạ? Còn bây giờ thật sự anh em kể người ta bảo mọi người là phôi Hà Giang, anh em có tin không? Đéo tin, đúng không? Chắc chắn là không tin. Quan trọng là gì ạ? Nó là giá thành và chất lượng thực tế khi em nhận hàng. Và xem ở trên này, nếu anh em là tin bắt thì cũng đều biết rồi. Đấy. Và một câu chuyện nữa em vẫn chia sẻ mọi người, đừng có mua phôi.
một phôi về không làm được cái gì đâu, nó thật, mua cái hàng hoàn thiện rồi đây, 2,1 triệu bức này nha, đấy liền 100%, cũng là cái dễ, 2,1 triệu đấy, mua phôi làm gì, thật luôn, tội gì phải mua phôi, mua về chắc gì là đụng được. Thật sự là anh em, nếu mà không có con mắt nhà nghề, em vẫn tư vấn mọi người đừng có mua phôi, không có mắt nhà nghề không mua đâu, mỗi người một việc, xã hội phân công rồi, chúng ta đừng có ham, ham là hỏng đấy mọi người, ham là hỏng đấy. Anh em không biết mua làm sao mua được, mua ở trên mạng này đục thành hoàn thiện rồi còn nhiều lúc còn chả nai, húng gì là mua cục gỗ phôi, về chắc gì đã làm được cái gì. Mà một cái tâm lý nữa là của những người thợ đấy, là khi anh em có gỗ mà mang đến cho người ta đục, kể cả mọi người có gỗ mang đến cho em mình đục, đảm bảo mọi người đắt hơn là các bác đi mua rất là nhiều, đắt hơn nhiều luôn. Anh em đi mua ở đâu bước này 2,1 triệu đi, em bán cho mọi người 2,1 triệu. Bây giờ anh em đi có cục gỗ để mang em thuê, em phải phang mọi người, em phải đớp mọi người 2,5 triệu, 3 triệu để công gỗ của anh em rồi. Anh em muốn làm kiểu gì là làm việc của em. Bây mọi người đã mua gỗ rồi, chẳng lẽ vứt gỗ đi. Tốt nhất là câu chuyện là gì? Đừng có mua phôi. Xem nhiều vào, ưng bức nào xúc bức đấy luôn, không phải đắn to. Gỗ này, đây, đây, đây là những cái bức mọi người mua trên mạng đây. Những cái da như này nhá, đây là những da dễ, hàng dễ này. Và khi cào ra thì nó đều là đỏ rực và đen xì hết. Đây này, em mới cứ chớm quay đây này, anh em nhìn này, chớm quay nó đã ra như này rồi. Đấy, đây là những cái dễ mà, dễ thì thế là thoải mái luôn. Ở đó kích thước này. Đừng có mua phôi thật mọi người. Nhiều anh em cứ mua phôi không mang đi đục, và nhiều khi nó đắt gấp 3 lần mới đi mua thực tế. Mà đục nhiều khi nó còn không đẹp cơ. Chắc chắn là sẽ không đẹp, bởi vì sao? Phôi của anh em đúng không? Mang đi cho thợ đục đúng không? Họ đục kiểu gì chả được. Còn cái người thợ đấy, họ đục để họ bán. Họ đục họ bán thì phải đục đẹp thì mới bán được, còn đục xấu phải bán rẻ. Còn phôi của anh em mang đến cho người ta đục kiểu gì anh em cũng phải lấy, đục xấu anh em cũng phải lấy. Đúng không ạ? Câu chuyện là mọi người đừng có mua phôi, đừng tham mua phôi. Phôi làm gì? Tất cả đều là bị lừa hết, nói rõ luôn. Cao 5-6 nhiều khi nói thật thì anh em đau lòng, nhưng mà đó là sự thật. Trừ khi anh em đục được thì hãng mua. Còn bảo phải câu chuyện mà đi thuê ấy, tốt nhất thôi, em khuyên là thôi. Rộng 50, cao 5-6, rộng 50 và dày, dày 30. Bởi vì chia sẻ mọi người này, những cái phôi mà đẹp, những cái phôi tuyệt vời, không mở đến lượt các bác mua ở trên livestream đâu. Nói rõ như thế cho anh em hình dung. Những cái phôi đẹp, những cái phôi tuyệt vời, những cái phôi chất lượng, làm gì đến lượt các bác mua trên livestream. Gỗ về những người thợ đục, người ta mua hết rồi. Chỉ còn những cái phôi nó không ra cái gì, nó không làm được cái gì, thì nó phải mang đi bán phôi cho mọi người thôi. Còn phôi đẹp, thật mọi người, một xe phôi về nó tranh nhau như lợn chết. Làm gì có phôi mà còn đâu mà bán, tranh nhau như lợn chết hết luôn, nó còn tranh nhau để mua. 2,1 không ship mọi người nhá. Nhiều khi em Minh nói thật thì em lại không tin, em lại nghe khó chịu. Em đây cũng đục thuê rất là nhiều lần cho nhiều bác mua phôi vào rồi, nhưng mà sau khi đục xong là các anh ấy đều rút được kinh nghiệm thôi, đằng sau đéo mua nữa. Nó mua trực tiếp của ông Minh thì còn hơn. Vì đục thực ra nó có ra gì đâu, gỗ anh em mua nó không ra gì cả. Anh em thích em bán phôi em comment lên. Mình lấy phôi về em bán cho mọi người, giá một con nửa người ta bán thôi. Chỉ 50.000 một cân thôi, cùng lắm là 60.000 một cân. Cứ cân lên ăn tiền. Cục phôi 50 cân, 5,6,30 nó mới có 3 triệu. Đấy, anh em nghe em đi, nghe em đi. Đấy, nghe em đi. Muốn mua phôi hả? Bây giờ ở đâu shop nào bán phôi anh em cứ như này. Cứ 50.000 một cân anh em tính cho em là shop người ta có lãi rồi nhá. 50.000 là người ta được có lãi ở đó, lãi ít lãi nhiều là có lãi ở đó. Đấy, cứ cân lên. Cục phôi này của mày hả, 100 cân hả, một tạ hả, nhân với giá 50 là chỉ có 5 triệu thôi. 30 cân hả, 5,3,15 là chỉ có 1,5 triệu đấy. 1,5 triệu đấy nhá. Cục phôi đấy là 50.000 một cân đấy, là có lãi đấy. Mà lại ít thôi, nó không có nhiều. 50.000 một cân thì nếu mà trừ chi phí đi, nó chỉ được tầm khoảng 5-6.000 một cân thôi.
thì 10 cân đã được khoảng 50.000 rồi, 30 cân là được 150, nhưng mà thực ra nếu được 150 thì cũng ít thật. Nhưng mà bán phôi nó có một cái hay là anh em biết là gì không? Nó rất là nhàn. Nó nhàn và nó quay vòng vốn rất là nhanh. Đi mua củ gỗ về bán được luôn, xong đóng bọc nó cũng dễ, đóng thì đóng qua qua là gửi cho các bác thôi, nó không phải đóng kỹ chèn chỉ kỹ càng như cái loại này. Nên là kể cả lãi thấp cũng được. Em bán phôi em chỉ cần lãi 5.000 một cân. Một tạ em chỉ cần lãi 500.000 thôi là em sướng rồi. Đóng nó dễ lắm, đóng dễ lắm. Mà quay vòng nó nhanh lắm. Nên là bán phôi chỉ cần lãi thế là sướng rồi. Cứ lãi nhiều. Mà bán con tượng này đóng từ lúc cục gỗ đến lúc hoàn thiện vỡ gọt sơn xi các kiểu là điều, xong đóng bọc bét là nhà lên cho mọi người được có 200.000. Mẹ bán cục phôi được 200.000, nó nhàn hơn gấp vạn lần. Tội gì bán cái này. Ngày qua là mình có thợ làm thì mình phải chịu. Bán phôi được em bán phôi sướng. Nó quay vòng nhanh ấy, nó dễ. Đấy đây. Cô con trâu này nó già như con trâu hôm qua mọi người nhé. Già như con trâu hôm qua luôn, nhưng mà con này nó nhỏ hơn một chút. Không, em nghĩ là nó cũng to đấy đấy. Anh em nhìn cái chất phôi. Nó chất phôi hương. Cái này nó sơn nó bị chảy rồi. Ngày mai xoa này. Anh em nhìn cái chất này. Sụn nhá. Đấy, sụn đây là ngửa hẳn lên như này cho anh em nhìn cái chất này. Đỏ rực luôn. Đen xì. Nó không phải đen xì mà nó đỏ rực như máu ấy. Hẳn như máu luôn. Đây này, này chun này. Đây vân. Nghiền hết nhá. Này đặc luôn. Đây là những cái rễ cắt ra. Anh em thực ra anh em đã mua những con trâu này của em rồi thì sẽ không thể chơi được những cái phần hàng hốc rễ, bởi vì nó đặt như này là đều sướng, hàng hốc rễ thì lại không chơi, đặc xịt luôn. Này nó bị khuất sáng nên em vì sao phải ngửa lên, bởi vì cái chỗ này nó bị khuất ánh sáng trên nó chiếu xuống nó bị khuất, nên mọi người tưởng cái này là sâu thối nên em phải ngửa lên cho mọi người. Nó là cái gỗ nó cực kỳ già như con trâu hôm qua ấy, nên ra là cái màu như này nhá. Mình đo kích thước cho. Con này to hay không nhỏ này. Mấy em này lấy mọi người 1.6 triệu thôi. Cái này là rộng 36 này. Cao 30 này. Toàn hàng dày gỗ, nhiều gỗ. Sâu. Sâu 19. Rộng 36, cao 30, sâu 19. 1.6 triệu mọi người nhé. Hương Ta Gia Lai, đây là Hương Ta Gia Lai 1.6 triệu không ship nhé. Hàng này chuẩn nhé. Chuẩn hàng Hương Ta Gia Lai 1.6 triệu không ship. Anh em chia ra 100.000 tiền sơn là còn 1.5 triệu. Cục gỗ này nó phải rơi vào tầm khoảng 700 ấy. 700 cục gỗ này. Nó còn 800.000 tiền công. Bởi vì cục gỗ là một cục gỗ đặc. Cắt đi. Cắt đi nó đặc như vậy. Đặc như vậy là phải cắt đi rất là nhiều. Nó còn đến cái phần đặc. Thì nó phải tầm khoảng 700.000 tiền gỗ. 700.000 tiền gỗ còn có 800.000 tiền công. Trong khi đó có công của em Minh. Thế nhá, chẳng không được đổi 200 thôi. Không được đổi 200.000 một con trâu này đâu. Thì ra cái con trâu này là 1.6 triệu ấy, thì cái con voi vừa lấy bán cho anh em 2.379 là cái con voi đấy, nó còn rẻ hơn con trâu rất là nhiều. Con voi còn rẻ hơn con trâu rất là nhiều, và con voi nó cực kỳ nhiều gỗ luôn. Cái gỗ làm con voi là gấp 3 lần con trâu luôn. Không có thua. Tại vì những cái hàng này thì em cũng cố gắng đẩy hết ra thôi. Đợt tới em sẽ làm hàng khác rồi, em không làm mà chắc nữa rồi. Em không làm mà hương đến mấy đâu. Đẩy hết cho mọi người thôi. Không làm hương nữa rồi. Sụn hương đây. Con này to, nó còn to gấp 3 lần con trâu của lẫy. Cục phôi còn to gấp 3 lần con trâu của lẫy. Sụn chưa? Con này nếu anh em đi mua trên thị trường bây giờ nó cũng phải xem tầm khoảng 2.6 triệu đến 2.8 triệu một con như vậy. Tầm 2.6 triệu, 2.8 triệu. Cái này là hàng cũng để khá là lâu rồi đấy anh em ạ. Anh em thấy nó xuống màu là nó cũng hơi cũ rồi đúng không? Mà nó không có lứt nát gì đâu, đằng sau chun ấy. Nó cũng để lâu rồi, con này em phải để tầm 2 tháng hơn 2 tháng. Thì cái con này hôm nay em mới sell mọi người. Đợt tới là cũng không có làm hàng này nữa. Bởi vì làm cho anh em bán toàn hòa mới trả được bao nhiêu nên cũng chán. Chán. Đây vật phố hương ta mà tuyển chọn như này. Làm nên bán cho mọi người được đâu. Con này phải bán tầm 2.7 triệu. 2.7 triệu thì mới có công.
không bán được thì thôi xả lốt cho anh em, không làm được. Những cục phôi hương rất là to, cắt làm được con heo lục đặc như vậy. Bọn em làm ra nó cũng tầm khoảng 2.4, nhìn nó to gỗ anh em ạ, cắt đi liền hết mà. Này để đầu bàn nó rất là tuyệt vời đấy. Ui, bán hết rồi. Còn con này với nhà còn một con nhỏ hơn nữa thôi. Đằng này em cũng không làm heo đâu mà, em bỏ heo rồi. Chán. Heo thì anh em chán heo rồi. Một trong những cái linh vật rất là tuyệt vời đó là chú heo. Heo là nó biểu tượng có gì? Nó biểu tượng có sự mập mạp, vui vẻ. Nhìn anh em nhìn heo rất là vui, vui vẻ, mập mạp. Nó biểu tượng có sự an nhàn, nhàn hạ, khỏe mạnh. Nhìn nó đã thấy khỏe mạnh rồi, cực kỳ mập mạp và đầy đặn, mà nhìn thấy vui. Và veo mọi người biết là heo là cực kỳ an nhàn rồi, nó không vất vả rồi. Con heo với con trâu, những cái linh vật của Việt Nam mình gắn lên liền. Anh em thực sự anh em cứ chơi những cái gì thôi, những cái như này nó rất là thiết thực, thực sự là rất là thiết thực. Và thứ hai nó đại diện cho cái văn hóa của mình, và nó cái phong thủy nó rất là tốt, bày nó rất là đẹp. Hôm nay em ra đi mọi người giá sản xuất nhé, 2.4 không ship nha anh em nhé. Chả đâu bán con heo này 2.4, bán nốt cho hết rồi mà. Đây gỗ hương ta Gia Lai anh em nhá, to của bố ăn mày, không ship đâu nhá. Hàng gốc dễ cắt ra, không phải là hàng ấy. Bên dưới đặc ấy, bên dưới đặc em không đặt đế đâu, bên dưới đặc cho mọi người yên tâm. Cái giá này là giá thanh lý thôi, chỉ còn sự mọi người luôn là nếu mà giờ làm thì anh em đặt những con này đều phải 3 triệu hết. Nếu anh em đi đặt một con này phải 3 triệu. Đây là rộng 52, cao 37 và chiều dày, dày 28. Rộng 52, cao 37 và dày 28. Vân thì không phải nghĩ nhá, quay rất là kỹ rồi, không có phải nghĩ về chất vân. 24 không ship. Đợt này em cũng đang bị thiếu hàng ấy, do là nó cũng đang cái tâm lý trong cái giai đoạn gọi là giao mùa, giao thời, không biết làm cái gì, không biết làm cái gì, nên là cũng đang bị tâm lý, nên đang bắt đầu thoát rồi, bắt đầu làm rồi, làm mạnh rồi cho anh em rồi, chết đằng nào cũng chết rồi. Chết luôn luôn. Con này nhá, nó có gấp 4 lần con trâu. Có gấp 4 lần con trâu mà để mọi người qua giá 2.4. Đây em quay cho mọi người một cái chum hương, chum sụn hương của em. Chum này thì em làm rất là lâu rồi. Cái chum này nó phải rơi vào tầm khoảng 3 tháng. Đúng rồi, nên hôm nay từ lúc hoàn thiện nay quay tầm 3 tháng. Nặng quá, em ngại em bê về. Này em bê về em quay cho mọi người ngắm. Đua đòi làm tí chum. Nhưng mà cái chum của em thì em sẽ thấy, mọi người sẽ thấy là cái vân của nó toàn sụn. Ái trời nặng lắm. Ui, đâu ấy được chứ. Đu mẹ, sao bê được nhỉ? Nặng lắm. Ê, đây hợp được rồi, được rồi. Chúng mày anh em đi thị trường đang bán tầm khoảng dao động từ 6 triệu đổ lên với một cái chum cao và to như vậy. Em thấy một cái chum cao 50 đường kính 30 đang bán 5.5 triệu, mà nó là hàng thân, chất không có chất chum như này đâu. Này là quay sớm tí nữa thì đẹp rồi, quay hơi vụ muộn. Anh em nhìn Vân này, đây là một cái gốc hương rất to nha, bố của Vân luôn. Đấy, hương Gia Lai của mình anh Vân nó như này cơ vậy. Đây là hàng gốc anh em sẽ thấy là nó có rất nhiều những cái loang, nó có những cái vân loang đấy. Chơi là phải chơi hàng gốc, còn đừng có chơi hàng thân. Hàng thân nhất là chất nó rất là kém, và thứ hai là về nó hay xé. Hàng gốc nó ít xé, hàng gốc nó chỉ dăm thôi. Còn hàng thân anh em tin không, nếu mà anh em đen gặp nó xé đôi cái bình ra luôn, xé đôi bình ra nếu mà hàng thân đấy. Nhưng cái tỷ lệ đấy thì nó hiếm, đối với gỗ hương thì gần như hiếm, nhưng mà nó không may thôi, không may thì dính thôi. Gỗ hương thì là nó hiếm cái tỷ lệ kiểu xé như thế.
anh em nhìn Vân này, đây, nó có những cái mắt này nó có những cái chỗ răm nứt này, nó xử lý rất kỹ rồi nhé. Hàng này em hoàn thiện rất là kỹ. Cái bình này thực ra là em hứa quay cho anh khách trong Sài Gòn là phải hứa với anh ấy 4 ngày hôm nay rồi mà lười không quay được do nó nặng quá, thì hôm nay nhân tiện thì em quay cho anh em ngắm luôn và anh khách trong Sài Gòn xem ngắm được thì ok bảo em tiện quay cho anh em ngắm. Anh em nhìn Vân em nữa chưa, chuẩn hương ta Gia Lai, Vân như gỗ cọc. À, để xem đây to nhá, một cái bình đường kính 30 chiều cao 50 là em thấy anh em bán 5 đồng khoảng 5 triệu mà trong khi đó này còn Vân còn nó chỉ là hàng thân thôi, nó không xoắn sụn như này anh em nhá. Để em đo xem cái bình nhà của em là bao nhiêu và em sẽ bán cho mọi người bao nhiêu cái bình như vậy. Chắc chắn là kích thước em sẽ nghĩ rằng nó to hơn cái quả kia ấy, to hơn quả kia rất là nhiều. Đây em nhìn này, Vân đều tứ diện Vân hết, hàng gốc mà, hàng gốc bổ, hàng gốc bổ là Vân nó rất là đẹp. Quả này nếu mà gặp cái ông đấy, ông mấy ông trong Gia Lai bán chắc phải 8 triệu. À, K59 phần 60 mình đo vanh ra đi cho nó dễ, đo vanh cho nó chuẩn, không vanh chia cho anh em chia vanh anh nhá. Cái này em là bao nhiêu đây, 126, 126 mà chia cho 3,14 thì là bao nhiêu các tình yêu? Máy tính ở đây nhỉ? Mình gọi 120 đi, 120 mà chia cho 3 đi, nó đường kính 40 khoảng 40 anh em, về anh em chia hộ em nhá, 126 mà chia 3,14 khoảng bao nhiêu, anh em cứ gọi đường kính khoảng 40 đi. Đấy, đo vanh thì nó sẽ rất là chuẩn luôn, đo vanh thì là chuẩn nhất, còn đo cái kiểu như vầy ấy thì nhiều khi nó còn bị lệch lạc một hai phân, thì ăn gian ăn giết thì nó khó, mà cái đo vanh anh em về chia vanh 126 về chia 3,14 nó sẽ ra cái đường kính, một chiều cao là 59, ăn gian thì là 60. Giá giao lưu mọi người 5,5 đồng đấy nhá. Đó, ok chưa? Không ship nhá. Nhưng mà em cái bình này em sẽ ưu tiên cho các anh khách trong Sài Gòn anh em nhá. Anh em gọi điện chốt tối nay thì cứ phải đợi ngày mai đi. Anh ấy trả lời bởi vì em hứa với anh hàng 4 5 hôm nay rồi mà em không quay được. Anh em thấy chưa? Em rất ít khi bán bình, nhưng mà em đã bán bình thì em phải bán hàng chun hoặc hàng vân như cẩm như vậy và là phải VIP như vậy mới làm cho anh em. Chứ còn hàng thân thì chơi làm gì? Vẫn chơi thì ba cái hàng thân chẳng ở đây. Ok, thì clip của em đây xin dừng đây mọi người nhé, cảm ơn em rất nhiều. Một lần nữa thì anh em ngắm ấy, quả này thực sự mọi người em không dám giấu mọi người là em hoàn thiện, nó phải có nghĩa là hoàn thiện mộc mạc xong và sơn nót là em phải để cách đây tầm khoảng gần 3 tháng, xong đến bây giờ ngày hôm kia là cách đây tầm 2 tuần em đã bắn một nước sơn lên, xong rồi em để đến ngày hôm cách đi thứ ba vừa rồi em lên xưởng, xong rồi em bắn một nước bóng nữa, xong rồi em mới bê về đây làm kỹ đến mức độ thế để mọi người chơi nó không bị đứt, kỹ đến mức độ đấy để anh em chơi yên tâm nhé. Lách chưa, to mà làm những cái chu không đơn giản đâu, còn nhiều phối lắm, không khoái. Cái quả này trên thị trường thì phải bán tầm 7 triệu. Vân đẹp này để cắt phải bán tầm 7 triệu, 7 triệu rưỡi. Bởi với cái quả bé tí vậy nó bán tầm 2 triệu rưỡi. Một quả bằng 1 phần 10 của này nó bán tầm 2 triệu rưỡi. Mà quả này nó là cao gần 60 và đường kính gần 40. 126 chia 3,14 anh em chia được kính ra nhá. Ok. Ok, clip của em Minh này chia sẻ với mọi người một số cái sản phẩm này xin dừng ở đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe, cũng như là ưng được món nào thì chốt hàng bên em mọi người nhá. Một lần nữa xin gửi lời kính chúc đến các bác cùng toàn thể gia đình mình luôn luôn bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống mọi người nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.